Rồi, ok, hello game và chào game đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với con game New Life. Và lần này thì mình sẽ đến với một cái kết khác của những cái phần chơi mà mình chưa chơi. Thì mình sực nhớ ra là vẫn còn một thứ mà anh em đã bảo mình làm mà mình quên không làm đấy. Hôm nay mới sực nhớ ra thì ok, mình sẽ thực hiện lời hứa với mọi người là sẽ làm các cái cốt truyện mà mình chưa chơi, ok. Và lần này chúng ta sẽ đến với lâu đài Ly Cô Dí. Anh em còn nhớ cái phần mà chúng ta đã trả lời sai cái câu hỏi ở trong cái máy gì gì đó, thì anh em bảo là nếu như mình trả lời đúng thì nó sẽ có một cái kết hoàn toàn khác so với cái kết mà chúng ta đã thử chơi. Thế nên hôm nay sẽ thử nhá, mình sẽ thử trả lời đúng để xem là chúng ta sẽ có cái kết gì, ok. Rồi, ok, bắt đầu này. Mình thì vẫn tên là Hoàng Linh nha anh em, tên là Hoàng Linh, các bạn tên là Linh luôn đấy. Rồi, mẹ bạn hay xem phim Hàn Quốc, thế là mong mình trở thành luật sư. Những cái này thì chúng ta đều đã biết rồi đúng không? Đây rồi, thầy bói nói là mình sẽ bị khổ vì gái. Mình cảm thấy là mình rất là hay khổ vì gái, kiểu si tình vãi lìn ra ấy. Đấy, thế là mẹ mình mới cho mình một cái vòng để tránh là bị gái nó thôi miên. Được, vãi lìn, hợp lý nhỉ. Đây rồi, sự kiện gia đình khủng khiếp đã xảy ra. Nó chính là bố và mẹ mình đã mất trong một tai nạn xe hơi và chỉ còn duy nhất mình sống sót. Ok, và như vậy là mình đã đỗ vào đại học luật rồi anh em ạ. Đấy, mình đã thực hiện được cái gọi là nguyện vọng của mẹ mình, và mình sẽ trở thành một luật sư khét tiếng. À đây rồi, thằng Long đây rồi. Long là bạn của mình đây rồi. Thằng này là về sau đó nó khinh mình không có nghĩ yêu đúng không? Vì một lời dặn của người mẹ quá cố mà mình vẫn còn nguyên tem, tức là chưa bị mất zin đấy anh em ạ. Nhưng mà dạo này thấy tụi có gấu tay trong tay hôn hít bóp mông các thứ, cảm thấy mình cũng thích con gấu. Thế mới hay. Làm sao mà ai 20 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu là hơi bị buồn cười đấy nhá. Đây rồi, thằng Long bạn thân của mình bị người yêu đá, thế là nó rủ mình lên ba sàn để quẩy anh em. Ok, bạn đi không? Đi luôn. Đi chứ, nhà tội gì. Đi đu đu anh em ạ. Đây rồi, Tina tỉnh đây rồi. Trong nhóm có Tina, người Việt gốc Canada anh em ạ. Đấy. À không phải, thực ra là người Việt gốc cây. Khổ lắm. Rất là xinh. Tina nói chuyện rất là có duyên. Uống cũng rất là khỏe. Bạn uống cùng cô ấy đến say mềm. Sáng hôm sau, bạn thức dậy trong một đêm bên cạnh là Tina đấy. Nhắc lại với anh em là lần trước khi mà chúng ta chơi ấy, là mình đã qua đêm với Tina đúng không? À, nhưng mà về sau mình phát hiện được ra Tina là hồn ma. Quầy. Thế thì những cái lúc như thế này ấy, mình đã mất zin vào tay một hồn ma. Wow. Đúng không? Chúc mừng, bạn đã mất đời trai vào tay một hồn ma. Mình đấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn đã phải làm cô gái này. Bạn sẽ làm gì khi Tina tỉnh dậy? Tỏ tình nhé. Ủa, Tina cũng thích mình anh em ạ. Đẹp dai mà lại còn 2 tiếng nữa thì em nào sẽ thích. Bạn dị ứng những cô nàng thích khoe khoang trên mạng xã hội. Tina không như vậy. Cô ấy tài năng, nhà giàu, đi học bằng Mercedes luôn. Nhưng chẳng mấy ai biết điều đó làm cô ấy càng hấp dẫn hơn trong mắt bạn. Kinh nhờ, kiểu giàu ngầm ấy. Nó giàu mà nó giấu ấy anh em, không nói cho ai đâu. Đấy rồi, đã đến cái giai đoạn mà em Tina rủ mình về ra mắt gia đình. Thế là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi mua sắm với Tina nhé. Đồng ý luôn chứ đúng không? Đấy, bắt đầu là bây giờ em Tina đưa mình về nhà. Đường thì nó lòng vòng khó nhớ. Rồi, đến nơi rồi. Xuyên qua một rừng cây rậm rạp. Đấy. Gia đình của Tina hiện lên giữa một cánh đồng hoa bỉ ngạn. Căng nhờ. Và ở giữa là một lâu đài nguy nga tráng lệ. Anh em cảm giác thấy nó giống trong chuyện cổ tích không? Đúng. Tình tiết này rất hay xuất hiện ở trong chuyện cổ tích. Thề luôn đấy. Rồi, lâu đài Ly Cô Dí cũng có nghĩa là hoa bỉ ngạn đã xuất hiện. Bố mẹ Tina chào đón mình rất là nồng nhiệt. Đấy, Thủy Tiên thì là tên là mẹ của Tina. Còn ông Ethan thì là bố của Tina nhá. Cái gì đây? Trái ngược với chủ nhà, những người giúp việc rất là có thái độ kỳ lạ đối với mình. Chị Chu, đấy, chị Chu ấy, Chu mỏ anh em. Phụ bếp luôn quan sát mọi lúc mọi nơi. Có lần thấy bạn xuống bếp lấy nước, chị thì thầm mùa xuân vào tai mình, bảo là cậu không thuộc về nơi này. Cậu biến ấy, bạn sẽ làm gì? Tâm sự với Tina. Không làm gì cả. Bật lại chị Chu. Tâm sự với Tina. Thôi không, không làm gì cả. Mình nghĩ là mình sẽ không làm gì cả. Những người giúp việc khác cũng thế. Đây rồi, bữa tiệc đang rất là vui vẻ. Ông Ethan bắt đầu nắm tay vợ bước lên và có một bài phát biểu. 23 đến 30 hãy chúc phúc cho chúng tôi. Nếu hiểu tại sao lại là 23 nhỉ? Bình thường ấy,
Việt Nam chúng ta sẽ có cái chọn 1, 2, 3 vô đúng không? Đấy, thế mới chuẩn. Còn chả hiểu sao lại đếm 23, 30. Đếm thế làm gì cho nó mệt ra nhở? Mệt vãi cả lèn, uống được cốc bia mà phải đếm 30 lần. Rồi Tina Tình dẫn bạn đi giới thiệu với khách khứa các thứ, giới thiệu với bá tước kinh các kiểu đấy. À, đây rồi. Ok nhá. Tuy ai cũng cười nói, nhưng có gì đó hơi gượng gạo. Nếu như mà mình cố tình đứng gần cái đám người đang nói chuyện ấy, thì họ sẽ im bặt đi không nói gì cả. Thế nên lần trước là mình đã nói là mình sẽ nói với Tina. Đấy, kiểu như thế. Nhưng mà lần này mình nghĩ là mình sẽ thử đặt máy nghe lén thì sao. Nhân lúc không ai để ý, bạn bật chế độ ghi âm và nhét điện thoại vào dưới một bàn tiệc. Cuối buổi tiệc, bạn nhanh chóng thu hồi bằng chứng. Nghe băng ghi xem nào. Đây là cuộc trò chuyện bạn nghe được. Hàng được đấy chứ. 23 tuổi, 30 triệu đô, rất trẻ trung và đầy nam tính. What the fuck? Bá tự cay chấm cộng. À, đây. Lần trước ấy là mình bị thôi miên. Xong rồi mình đã có nghe được cuộc trò chuyện đấy, nhưng mà lần này mình đã nghe được bằng cái việc là mình đặt máy nghe âm, máy nghe trộm. Lần trước là mình không đặt cái máy nghe trộm. Thật khủng khiếp. Tai bạn ù đi vì những gì vừa nghe thấy. Giờ thì lời phát biểu khó hiểu của ông Nguyễn Than đã rõ như ban ngày. 23 là tuổi của bạn, 30 là số tiền người ta giao bán bạn như một đồ vật. Uầy, bây giờ mình hiểu rồi. 23, 30, nâng ly. Hóa ra không phải là kiểu 123 rô, mà tuổi của mình và giá tiền của mình ạ. Cũng đắt đấy nhỉ. Mình bán được tận 23 triệu đô cơ, thì hóa ra mình cũng không phải là kiểu vô dụng lắm đâu. Sợ quá các bạn ạ. À, đây rồi, bắt đầu là chiếc loa cổ phát ra thứ âm thanh để mà ru ngủ mình đây rồi. Bạn bừng tỉnh và Tina vẫn đang ngủ say ở bên mình. Mình cảm giác như bị thôi miên vậy. Theo thói quen, mỗi lần suy nghĩ bạn lại vân vê viên thạch anh đeo ở cổ. Một suy nghĩ lé lên trong đầu, bạn lập tức lấy điện thoại để tìm lại đoạn ghi âm. Không có đoạn ghi âm nào trong máy. Mình sẽ tiếp tục tìm đi. Nếu mà kể với Tina Tình thì chắc là bị tóm ấy. Backup lại dữ liệu, file ghi âm đã xuất hiện cùng nguyên vẹn câu chuyện. Và chỉ có Tina biết mật khẩu. Mình sẽ giữ im lặng, nói cho Tina là vỡ mộng. Tinh 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 tinh. Bạn lại rơi xuống hố sâu. Cứ mỗi lần nghe được cái âm thanh đấy là mình lại bị rơi xuống hố sâu. Sợ vãi lèn ạ. Nó liên tục thôi miên mình luôn. Rồi, mình nghĩ là mình đang bị thôi miên thì mình vẫn sẽ giả vờ thôi miên đi. Cái đoạn này là mình nên giả vờ thôi miên các thứ đấy. Đây là sẽ là cái cuộc nói chuyện của ông Ethan và bá tước kinh. Và họ sẽ nói là mất bao lâu để mà mình sẽ bị xóa hết ký ức và sẽ phục tùng ngài bá tước kinh. Thì ông Ethan bảo là mất 10 ngày để chúng tôi sẽ xóa hết ký ức của cậu ta, kiểu như vậy. Và cái việc bán cho bá tước kinh là mình sẽ phục vụ cho một nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể người nha anh em. Kiểu nó tởm như nó đi mua những thanh niên khỏe mạnh đẹp dai như mình về chỉ để thí nghiệm. Phí hoài vãi lèn luôn nhỉ. Tại sao lại không cho mình làm những cái công việc nó kiểu căng thẳng hơn. Rồi mình đã bị tẩy não 2 ngày rồi. Nhưng mà nhờ có viên thạch anh mà mình vẫn giữ được tỉnh táo. Đấy là cái điều rất may mắn. Mẹ mình đã rất sáng suốt khi đưa cho mình viên thạch anh đấy. Chiếc điện thoại đã bị vô hiệu hóa. Bạn vô phương liên hệ với bên ngoài. Tiếp con mẹ nó tục nào. Bạn nghĩ đến những người giúp việc các thứ. Có thể họ đã bị thu miên, bạn sẽ tiếp cận ai? Mình sẽ tiếp cận chị Chu. Bạn giả vờ làm rơi dây chuyền. Viên đá lấp lánh thu hút chị nhặt lên. Kiểu như là con gái mà. Họ thích cái đồ lấp lánh, kiểu trang sức các thứ đấy. Đàn ông mình thì ít hơn đúng không? Tôi ở đấy đã nhiều năm. Mỗi lần chúng bắt tôi uống thuốc và nghe đoạn âm thanh mà họ gọi là sleeping, ngủ. Thì nhìn thấy cậu, tôi đã cố cảnh báo nhưng không thể. Tina phát hiện và nhốt tôi dưới căn hầm bí mật bắt tôi uống thuốc. Anh em có thắc mắc là tại sao chị Chu lại biết nhiều như thế không? Mình cực kỳ thắc mắc cái việc này. Mình nghĩ là chị Chu cũng cảm giác như là đang lừa mình. Mình tự nhiên có cảm giác như thế. Tại vì một người giúp việc ấy, thường là sẽ không được biết những cái thông tin như vậy đâu. Gã Jack là người bọn họ. Tôi, lão Jim là những người ở đây được giữ lại để giúp việc. À, có thể là chị Chu cũng chính là nạn nhân của việc bán này. Nhưng mà bằng một cách nào đó, hoặc là chị Chu bán không được giá, hoặc là bán giá thấp quá thì đã giữ lại để làm việc. Kiểu vậy. Còn giá cao là bán luôn. Rồi bà Thủy Tiên đứng ở ngay đằng sau. Bà ta lao đến chộp lấy sợi dây thạch anh. Tiếp tục.
Chị chú hét lên, đừng để bà ta mở bản nhạc đó lên. Nhanh như cắt, bạn xô bà băng mạnh bác sĩ. Đầu thủy tiên đập vào đá, máu chảy lênh láng, chiếc thủy khiển mang ra xa. Bạn sẽ làm gì? Chói miệng, bịt miệng, nhốt vào kho. Chắc chắn sẽ làm thế rồi. Sau khi được sơ cứu vết thương, bà Thủy Tiên bị bịt miệng và trói trong nhà khoa bỏ hoang của lâu đài. Chị Chu đồng ý, hai người cùng nhau lên kế hoạch giải cứu lâu đài Ly Cô Dí. Mình sẽ trở thành kiểu một người hùng, đúng không? Mình sẽ trở thành người hùng. Chắc là như vậy rồi. Mình trở thành người hùng, chứ mình không phải là trở thành Superman. Tại vì mình không muốn mặc xịp ở ngoài. Superman lúc nào cũng mặc xịp bên ngoài quần dài, trông dị vãi lìn ra. Ok, cậu nhớ loạn nhạc Sleeping chứ? Nó phát ra từ một máy chủ. Đấy, mình phải đột nhập vào cái máy đấy. Xong rồi xóa cái file nhạc ấy đi. Và sau đó tìm có một cái nhạc tên là Wake Up 247. Quảng cáo cái lịp ra nhỉ. Đấy, thì bật cái nhạc lên thì tất cả sẽ không bị thôi miên nữa. Sao chị biết rõ vậy? Tôi sẽ giải thích nếu chúng ta thoát ra khỏi vụ này. Bà ấy điêu vãi lèn ra nhỉ. Lần trước khi mà mình thoát được ra rồi, bà này là hồn ma, bà ấy biến mất, bà khó giải thích cho mình đâu. Ok, let it do it. Đây rồi, mình đã tìm thấy cái máy, nhưng mà đăng nhập lại bị từ chối. Đây rồi, đây chính là cái điểm mấu chốt này. Chúng ta sẽ phải giải một câu đố. Mở câu đố. Cô A bán rẻ chiếc mũ 30 đô cho anh B với giá 20 đô. Lần trước là mình đã tính kiểu éo gì mà mình lại nhấn vào 90 đô. Thế là sai anh em ạ. Đáp án là 60 đô cơ. Ui ôi ôi. Thực ra là đáp án này là mình... nhờ anh em nhắc cho mình thì mình mới biết, chứ nói thật là đến bây giờ ấy, sau khi mà ngồi tính toán kỹ lại, đeo hiểu mình tính kiểu gì nó vẫn ra 90 đô. Đeo hiểu luôn. Đấy, thông minh cộng một lít rồi này. Bạn tắt file sleeping và tìm file wake up 247. Cái máy đã thuộc về mình. Thế mà mình không bật mấy cái file kiểu như mấy cái lời giảng đạo của thầy Huấn ấy, đúng không? Biết đâu thì mọi người sẽ tỉnh ngộ ra thì sao? Phải có làm thì mới có ăn, chứ không thể nào mà đi buôn người để mà có ăn được. Như thế thì rất là... Đến lúc này, chị Chu lấy ra một hòm giấy, tờ cũ và bắt đầu kể lại câu chuyện của... Thế đéo nào đang trong lúc gây cấn mà bà ấy lại bắt đầu tiết mục người ta gọi là... hay gọi là cái chương trình kể chuyện cho bé nghe à? Chúng ta không có thời gian để nghe kể chuyện. Tên tôi là Ly Cô Dí Chu, thế hệ thứ 8 sở hữu lâu đài Ly Cô Dí của dòng họ. Oh my god! Cách đây 10 năm, tôi đầu tư chứng khoán và thua nên tôi đã thuê Iran tu sửa lại lâu đài để bán vé tham quan. Tiếp tục. Trong thời gian đó, vợ con Hà La Thủy, Tiên và Ti, Na Cốc Thừa xuyên ghé chơi. Tôi không lập gia đình nên rất vui khi có người bầu bạn. Tôi đâu ngờ mình lại rước bọn buôn người về nhà. À, thì ra là chị chỉ là tốt bụng thôi, nhưng mà lại gặp sai người anh em ạ. Thủy Tiên là bậc thầy thôi miên, ả ra tay với tôi đầu tiên, rồi đến những người khác. Cuối cùng chúng chiếm toàn lâu đài để tổ chức những cuộc buôn bán. Wow, đáng sợ nhờ. Oh my god, cậu đã cứu sống lâu đài Ly Cô Dí. Chúng tôi mang ơn cậu. Hãy đến đây bất cứ khi nào cậu muốn. Cảm ơn chị, giờ thì tôi phải trở về đây. Đồng ý. Rồi sao? Bạn nhận được 2 email của một của công ty luật sư New Life, một của chị Chu, chủ nhân của tòa lâu đài. Mở mail luôn. Chào Linh, bạn nhận được một lời đề nghị đồng sở hữu lâu đài Ly Cô Dí từ khách hàng của chúng tôi. Cô Chu Ly Cô Dí, sau khi cô Chu mất, bạn có quyền sở hữu hoàn toàn tài sản này với các điều kiện kèm theo trong file đọc. Ui, ui, chỉ giải một bài toán lời hay lỗ mà mình được sở hữu hẳn một tòa lâu đài. Ui, thế là cái kết mới của chúng ta là mình sẽ không phải gặp hồn ma. Tất cả sẽ không phải là một tòa lâu đài ma ám, mà bây giờ mình sẽ được sở hữu tòa lâu đài đấy thật. Giàu con mẹ rồi, được. Mở mèo chị Mr. Chu nè. Chào Linh, cậu khỏe hem? Hy vọng cậu đã nhận được thư từ công ty luật sư. Tôi dự định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới sau khi đã ở một chỗ quá lâu. Giúp tôi chăm sóc tòa lâu đài nhé. Hãy sử dụng nó tốt hơn. Tôi tin tưởng cậu. Kết thúc. Bạn đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng theo tư vấn của công ty luật New Life. Bạn có thể dùng lâu đài để sinh sống, sinh nghỉ dưỡng, cho thuê làm phim, bán vé tham quan. Bạn muốn ngất đi vì sung sướng. Ui, tuyệt vời anh em ạ.
Thế tức là nhưng mà lại không nói đến cái vụ là bọn kia bị bắt hay là không nhỉ, đúng không? Wow, trở thành chủ nhân lâu đài Ly Cô Dí. Ui tuyệt, có mẹ vừa luôn em ơi. Vừa được quất gái sinh xong rồi bây giờ lại còn được thành chủ của lâu đài, chả mất con mẹ gì, chả phải làm cái gì cả, chỉ phải giải mỗi một bài toán là lỗ bao nhiêu khi bán cái mũ. Thế mà được sở hữu một tài sản trị giá hàng tỷ đô như này, chưa bao giờ kiếm tiền là dễ như thế anh em ạ. Uầy, tuyệt vời đấy. Ủa không, không biết là còn lâu đài nào nhỉ, không biết là còn lâu đài nào hay là không biết là còn bọn buôn người nào là có muốn bắt mình không nhỉ, để mình bị bắt xong rồi mình lại giải cứu rồi mình lại làm chủ thêm một vài tòa lâu đài nữa cho nó vui. Ok. Thế rồi thì video này sẽ kết thúc đây rất là nhanh thôi. Thì hôm nay chúng ta đã chơi lại con game New Line. Thì mình đã chơi lại cái phần chơi là lâu đài Ly Cô Dí, tại vì có một cái kết chúng ta chưa chơi, đó chính là cái kết này và mình đã trở thành chủ nhân của lâu đài Ly Cô Dí. Thì đây là video thực hiện, tại vì mình đã hứa với mọi người là mình sẽ thực hiện các cái kết mà mình chưa từng chơi. Thế nên là mình làm video này với mong muốn là thực hiện cái lời hứa đó, tại vì mình không muốn thất hứa với mọi người, mình đã hứa mình sẽ làm đấy. Thế nên là nếu như anh em có muốn mình chơi các tựa game nào hay là có ý tưởng gì mới cho video tiếp theo thì có thể comment bên dưới, và nếu như có bất kỳ video nào hay thì cũng hãy gửi cho mình nhé, để mình có thể tiếp tục làm những chuyên mục như hôm nay xem gì hoặc là thử thách cầm cười, để giúp anh em có những video hay ho và giải trí cuối tuần, đúng không, để cho nó vui. Ok. Được rồi, đừng quên là nhấn like cho video này nếu anh em thấy thích con game này, và nhớ là đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 1 triệu người đăng ký nhá. Còn giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.